Chuyện vua Gamani, tiền thân Gamani. Câu chuyện được bậc đạo sư kể khi ở Kỳ Viên về một tỷ kheo từ bỏ tinh tấn. Trong tiền thân này, câu chuyện về hiện tại và quá khứ sẽ được trình bày ở chương 11, liên hệ đến tiền thân Samvara. Câu chuyện ấy và câu chuyện này giống nhau, nhưng các bài kệ khác nhau. Hoàng tử Gamani an trú trong lời dạy của Bồ Tát, là em út của 100 anh em, được vây quanh với 100 anh em, ngồi dưới lọng trắng, trên chỗ ngồi huy hoàng rực rỡ, nhìn sự quang vinh của mình và nghĩ: tất cả sự quang vinh này ta có được là do vị đạo sư của chúng ta. Rồi cảm thấy bằng lòng thoải mái nói lên lời cảm hứng này, không vội vã vượt qua thành tựu quả mong đợi. Gamani hãy biết phạm hạnh ta thành phục. 7 hay 8 ngày sau khi vị ấy lên ngôi vua, tất cả những người anh đều đi về trú xứ của mình. Vua Gamani vì theo chánh pháp và khi mệnh chung đi theo nghiệp của mình, Bồ Tát làm các công đức và khi mệnh chung cũng đi theo nghiệp của mình. Sau khi trình bày pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng về các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo từ bỏ tinh tấn chứng A-la-hán. Bậc đạo sư kể hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, rồi kết luận với sự nhận diện tiền thân.